Có chuyện chi mà bà? Ông ơi, ông ơi, ông theo tôi chạy nhanh lên loạn đến nơi rồi, đi nhanh đi ông. Loạn làm sao? Đài Kiểu Trùng chia năm đã xây được một phần, loạn làm sao? Vâng vâng đúng rồi, nhưng ông ơi chạy nhanh lên không thì không kịp. Nguy to rồi, trốn nhanh lên ông. Khi nào xưa tôi nhờ bà mách đường cho tôi chạy trốn, bà đã khuyên là không nên. Bây giờ bà lại bảo tôi phải trốn đi, vậy là nghĩa làm sao? Ông ơi có nghĩa lắm. Khi trước ông trốn đi thì ông nguy, còn bây giờ nếu ông trốn đi tức là ông thoát chết. Nào đi nhanh theo tôi ông, nhanh. Sao thế? Chả là nguyên quận công vì can vua mà bị đánh, nay giả mượn tiếng đem quân đi dẹp đặt quay binh về đây làm loạn. Ông ơi họ tìm giết ông phá Cửu Trùng Đài. Phá Cửu Trùng Đài? Đi nhanh lên không thì... Ông cả ơi, tôi xin ông hãy đi nhanh lên không thì không kịp. Dân chúng nổi lên họ không phân biệt phải trái, họ không hiểu nổi công việc của ông làm. Ông ơi, ông mà có mệnh hệ nào đất nước ta còn ai tô điểm. Tôi không trốn đi đâu. Người quân tử không bao giờ sợ chết, mà vạn nhất có chết cũng phải để cho người đời biết rằng việc của mình làm là chính đại, quang minh. Ông ơi, tôi sống với Cửu Trùng Đài, chết cũng với Cửu Trùng Đài. Ông cả, hồn tôi đã để hết cả ở nơi đây, tôi biết trốn đi đâu. Ông cả ơi, tôi xin ông hãy tỉnh lại đi, ông xin ông hãy nghe lời tôi nói. Ông hãy đi khỏi nơi này, đợi thời là thượng sách. Đại sự hỏng rồi. Bà Đan Thiềm, tấm lòng của bà chỉ có lòng cha mẹ tôi mới sánh được kịp. Nhưng mà tôi đã quyết không chịu rời Cửu Trùng Đài một bước. Tôi quyết ở lại đây. Tôi xin ông không được. Bà cả, cụ lớn à, bà có biết chuyện gì không? Dạ bẩm cụ lớn, không ạ. Duy của bà Đan Thiềm đây vừa mới đến báo cho tôi biết rằng nguyên quận công làm phản ạ. Thế nào? Dạ thưa, tôi cũng chỉ nghe có vậy. Ông có biết tin gì thêm không? Đúng, ta cũng vừa biết tin và chạy ngay đến đây. Nhưng mà thiên tử đâu? Thiên tử đâu? Chiều hôm kia ta vẫn còn ngồi uống rượu trong nội điện với hoàng thượng. Ta lo cho hoàng thượng lắm. Duy Sản là một đứa tiểu nhân, nó vẫn giận ta và hoàng thượng. Ta hối vì không ngăn hoàng thượng, lại để cho người đánh nó quá đau. Mà thẹn quá hóa giận, đứa tiểu nhân chỉ nghĩ chi đến nghĩa vua tôi. Ông có nghe thấy gì không? Nguyên quận công cũng có lo gì ông đâu. Bà hãy cứ để mặc tôi, tôi đã tự có cách khu xử. Bẩm cụ lớn, chúng ngại, có chuyện gì? Có chuyện gì nói nhanh lên. Trời, mụ Đan Thiềm, giờ này mụ còn đứng ở đây à? Rõ mụ là giống quái. Có chuyện gì nói mau lên. Dạ bẩm cụ, Trịnh Di Sản mưu với lũ Lễ Quảng Đô, Trịnh Di xâm lập vua khác, rồi đêm qua đã kéo quân vào cửa Bắc Trần ạ. Thiên tử đâu? Rồi Trịnh Di Sản tắm rửa thuyền bè thế giới, họp ở bến đò Thái Cực, nói reo lên là đi đánh quân Trần Cao, rồi đương đêm đem 3.000 quân Kim Ngô hộ vệ vào cửa Bắc Thần đốt lửa cho sáng à. Thiên tử đâu, nói mau lên. Hoàng thượng trông thấy lửa sáng, tưởng là giặc ập đến, bèn lẻn ra cửa bảo khánh. Ôi trời ơi, trời thì tối đen như mực mà cứ lao mình đi, không đèn không hút gì cả. Khi người qua cửa Ngọc Khánh, vừa đến ao Chu Thước vườn Bích Câu thì gặp Duy Sản. Duy Sản? Gặp Duy Sản? Trời ơi, còn gì nói mau lên. Ngài hỏi nó là giặc ở đâu, nó lại ngoảnh mặt đi cười nhạt không đáp. Thế là ngài quất ngựa về phía tây, nó sai ngay võ sĩ tên Hạch cái đuổi theo đâm vua ngã ngựa rồi giết chết luôn. Hoàng thượng ơi, mới nghe qua câu chuyện à, thần đã biết ngay là có sự rồi. Cụ lớn, cụ lớn hãy cứ bình tâm. Cụ lớn, khốn nạn, con đức hoàng hậu cũng chỉ vì thương vua mà nhảy vào lửa chết rồi. Cụ lớn thôi, cứ để mặc ta. Di Sản ta đã biết, nó tàn nhẫn vô cùng. Hoàng thượng ơi, ơn chi ngộ bây giờ có 8 năm mà hoàng thượng đã băng à.
Lão thần làm sao sống yên được với chúng nó. Lão thần cũng xin chết theo hoàng thượng. Cụ lớn, ấy cụ lớn. Ôi thôi, thế là cụ lớn chết thật rồi. Trời ơi, biến đến thế là cùng. Thảm não chưa kìa. Tình thế đang nguy cấp, đứng ở đây để chết cả lũ à? Có chuyện gì đấy? Trịnh Duy Sản giết thiên tử, lập quan ngục y vương là Quang Chí lên ngôi. Trong triều đang rối loạn thì An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Du đến Bồ Đề, nghe tin vua bị giết kéo quân về đốt phá kinh thành. Thợ xây cửu trùng đài thì quá nửa theo cái quân phản nghịch. Thợ theo quân phản nghịch? Thế còn cửu trùng đài? Cửu trùng đài kẻ phá người đốt. Trời đất ơi, vô lý vô lý vô lý vô lý. Để cửu trùng đài làm cái gì? Vì đâu mà có quân phản nghịch? An Hòa Hầu đang cho tìm lũ cung nữ để phanh thây ra trăm mảnh, còn mày cũng biết tội hay sao? À, không thể có chuyện như vậy được. Ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy ông, xin ông hãy trốn khỏi nơi này. Ông ơi, dân chúng nổi lên dễ sinh tàn ác, họ không hiểu nổi công việc của ông làm. Tôi trốn ông đi. Ông ơi, đất nước ta cần người tài để tô điểm, tôi lạy ông. Tôi trốn đi vậy thì còn bà? Tôi sẽ ở đây với cửu trùng đài. Bà ở đây, vậy thì tôi cũng sẽ ở lại đây, nguy biến ta cùng chịu. Không được. Tôi chết đi không hại gì cho đời, nhưng còn ông... À! Chúng hiếp mình đổ chạy hết cả rồi. Chúng nó đứng đây ở dân biển kia. Lối ở mâu, lối thoát ở mâu, lối thoát ở mâu, ở mâu. Chúng mày là quân vô dụng ở mâu. Đáng thiêng. Đáng thiêng. Tôi xin bà. Chấm lấy bà ngàn lấy bà hãy chỉ cho tôi lỗi ra. Tôi xin bà. Đây là đường cùng. Đây là tử địa. À, đây rồi Vũ Như Tô. Đây rồi Lũ Nữ. Chạy đâu? Chạy đi đâu cho thoát ở Kim Phượng? Dạ. Chấm lại đứng quân, ngàn lệ đứng quân, thần điếp là không có tội tần dĩ mô. Dạ. Ta vâng tướng lệnh vào bắt các người. Dạ. À kia, đó, chính ả mới là kẻ có tội. Chính ả đã trục diệm vua, chính ả đã gián dịu với Vũ Như Tố. Chính ả mới là kẻ có tội đó tướng quân. Lũ yêu quái, không được đặt để nên nhồi. Thưa tướng quân, tôi không sợ chết, nguyện xin được chết, nhưng tôi không phải là một kẻ bất kính. Tôi nói như vậy không phải hổ thẹn với quỷ thần hai vai, không hổ thẹn với thanh thiên bạch nhật. Đừng nghe anh nói, chính anh là kẻ của tôi đó nghe. Quân đâu? Hổ. Vào bắt lấy quân gian khu dâm phụ kia. Tướng quân không được phép nói thế. Giết thì cứ giết, nhưng không được nghi oan. Thưa tướng quân, có giết hãy giết tôi thôi, hãy tha cho ông cả. Ông cả là người tài, tôi xin tướng quân. Không được. Thiềm, bà hãy đứng dậy đi, sao bà lần thần thế, quỳ lạy cả một đứa tiểu nhân à? Ông, tôi xin ông, hãy tha cho ông cả. Đất nước ta cần người tài để tô điểm. Tôi lạy tướng quân. Đàn thiềm, bà hãy đứng dậy đi. Cần người tài để tô điểm, để hao hụt công khố, để dân lầm than à? Không được, vô cổ cho nó lại. Tướng quân, tôi xin tướng quân đừng phạm vào tội đại ác, kẻ tướng quân sẽ ôm hận tới muôn đời. Đưa hãy đi. Tha cho ông cả, tôi lạy tướng quân. Đưa đi. Ông ơi, chỉ tại ông không nghe lời tôi,
Bây giờ thì ông cả, thế là nghiệp lớn tan tành, tôi xin cùng ông vĩnh biệt. Đan Thiềm, xin đa tạ tấm lòng tri âm tri kỷ của bà Đan Thiềm. Quân, dẫn lũ cung nữ về dinh ta đợi lệnh. Dạ, xin đa tạ tướng quân. Thần Diễm không có tội tình gì, bốn ta vô hạch. Mi thực là một tên bỉ ổi, sao trời lại để cho mi sống mà làm nhục cương thường. Được lắm. Quân đây thiêu sống ra tiền cho ta. Ta sẽ xây một tòa đài vĩ đại để tạ lòng tri ân tri kỷ cùng bà. Bẩm tướng quân, kinh thành phát hỏa. Ai ra lệnh ấy? Dạ bẩm chính An Hòa Hầu. Chính An Hòa Hầu. Thế còn cửu trung đài? Cửu trung đài đã thành một đống tro tàn. Không thể có chuyện như vậy được. Thế rõ quân ngu muội, đến cái đầu của mày còn chả chắc, nói chỉ đến cửu trùng đài mà còn tin tưởng. đời ta không quý bằng cửu trùng đài. Tài mà làm gì? Ôi mộng lớn, ôi Đan Thiềm, ôi cửu trung đài. Chẳng biết Vũ Nhi Tô phải hay những kẻ giết Vũ Nhi Tô phải, đài cửu trùng không thành nên mừng hay nên tiếc. Mài vật lộn quên cả đài cao mộng lớn, công ông cha hay là nỗi thiệt thòi. Nhưng đừng hồi tủi, sức sống tràn từ ải Bắc đến Đồng Nam.